bên công giáo mất đi một người cha mẫu mực của Chúa Giêsu. Rất tiếc cho cuộc đời của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, khi một hôm tôi đã từng được đi với thầy của tôi sang bên cha Tường. Cha Tường cứ nghĩ đoàn thầy chúng tôi còn ăn thịt chúng sinh. Nên cha nhắc mãi, sang đây ăn cơm chay, cha mời thầy sư của các con nữa đó, ăn cơm với cha. Khi đoàn tới, cha mời trà, cà phê, bánh kẹo, nước trà với hoa quả thuốc lá. Như tiếp khách người thân theo lối sống hàng ngày của nhà thờ công giáo sao thầy tôi khéo từ chối và xin nhận thức ăn phù hợp bỏ vào bình bát để chưa ăn vào bữa cơm rồi thầy dẫn đoàn đi tham quan nơi trang trại trồng thuốc và trồng cỏ cho ngựa và mấy con trâu con bò họ mang phay thịt cha mua về nuôi cho đến nó hết đời đó duyên nhân quả thầy tôi biết ngay là trồng thuốc cỏ cần có phân động vật mới thâm canh run đất côn trùng để cải tạo đất và cũng là tình yêu thương của thầy cứu động vật khi nó sắp đi xa đó loài người ác quá muốn ăn thịt chúng sinh vì Chúa Giêsu vẫn thương yêu động vật khi mình nhìn thấy Chúa bế con cửu non đó quý vị. Khi tới bữa ăn, ông cha mời thầy tôi, và chúng tôi đủ thứ, xong thầy tôi xin phép, cứ để cho con xin được ăn tự nhiên. Vì mấy món ngon, không thấy thầy tôi gấp, thì ra lúc về đường, thầy có dạy. Các con thấy, các cụ nhà ta có dạy. Một ngày ăn đấy, bảy ngày ăn đâu, nếu ta đi ăn cỗ ngon miệng, những hôm sau, không có những thức ăn như vậy, thì ý trong đầu ta nó lại nhớ món ăn ngon miệng ấy, coi nó gợi ý thèm là có tầm, ta phải tác ý, có vất vả cho tâm không các con, vậy ta ăn những món ít ngon miệng hơn, để cho nó phù hợp với những bữa ăn hàng ngày của mình thì ít mệt cho cái thằng ham muốn trong tâm đó các con, thế là tôi lại học thêm một pháp thọ dụng thực phẩm khi nó tới. Chứ con chưa biết thì miếng ngon chớ để lâu, đòn đau thật nhớ đời là vậy. Ta quay lại bữa ăn ấy, thì có mấy người đệ tử đi theo thầy và nói sang tai cha. Cha ơi! Sư nhà con thầy con chỉ ăn ngày một bữa trưa đến gần 10 năm rồi. Các thức ăn nếu được mời trước bữa ăn, chưa đến thời gian ăn, sư vẫn khéo xin và bỏ vào bình bát, coi như đi khất thực từng nhà, sẽ ăn vào bữa trưa ạ. Khi ngài nhìn thầy của tôi và có ánh mắt rưng rưng có vẻ bái phục thầy tôi, và cha tưởng thốt lên câu. Thưa thầy con và thầy cùng là người xuất gia, phải ly ra cắt ái. Con đã ăn chay lâu rồi, cũng là nhất trong giáo hội công giáo, còn nhiều thứ chúng con vẫn chưa giữ được. Sống như người đời thường thầy ạ, mà thấy thầy lại sống thiểu dục chi túc biết ít biết đủ như thế, con nghe nói, thầy không hề nhận thức ăn dư sang bữa khác, khi còn tín đồ cúng tiền bạc vàng cho thầy, cho chúa Giê-xu cho chùa không nhận sao. Thầy đáp, bên tự viện chúng con có ban hộ pháp, có thủ quỹ, có kế toán riêng biệt, họ hoàn toàn hoạt động như một cơ sở kinh tế, để hộ chỉ tránh pháp gồm. Một là thức ăn, hai là y áo, ba là sàng tỏa chỗ nghỉ hay công việc của chùa cần thiết đến nhu cầu của sư tăng bốn là cúng dường thuốc men tất cả do ban hậu tự hay như cha bên nhà thờ có ban hành lễ đó ạ. À. để cho mình thanh tịnh hơn khi giới cấm của phật đối với người xuất gia là không được cất giấu tiền bạc với phật ạ à. thầy nghe nhạc là đoán chương trình chắc chúa giêsu đi học pháp giải thoát của phật giáo thì những người xuất gia cũng không được cầm tiền vì tiền đó là con rắn độc cha tường thốt lên thật là con bây giờ mới gặp một người xuất gia bên thầy như vậy còn bên công giáo chúng con không ai là không nhận lễ vật và tiền bạc cúng chúa để riêng cho mình thầy ạ à. rất khó khi tín đồ cứ tin vào lời dạy của chúa giê xu trong các kinh tân ước làm thêm cho đời sống xã hội con người hay tín đồ không giữ gìn sức khỏe của mình vì còn ăn thịt chúng sinh mà kinh tân ước họ vẽ ra cho rằng chúa cho phép kiên ăn thịt được ăn cá trong mùa chay ạ à. khi các cha lại còn ăn thịt chúng sinh nữa chứ con xin ghi nhận người thầy bây giờ con ngưỡng mộ thầy Thế là cha phê dô Nguyễn Văn Tường đã lấy sách tặng thầy trò chúng tôi quyển sách ứng dụng công nghệ cháo nano về chữa bệnh ung thư. Thế là chia tay nhau chúng tôi đi thăm một cha khác nữa ở nhà thờ lớn ở Đồng Nai, khi cha ấy bị bệnh tiểu đường. Rồi cha Tường có hứa khi được giấy phép mở phòng chữa bệnh ở đây xong, con sẽ chuyển giao công nghệ sang Vũng Tàu. Rồi sau thời gian sau thấy cha mất, mà thầy trò tôi không sang viếng được. Thầy tôi luôn ước cho cha kiếp sau tu hành giữ đủ 10 giới luật sa di như bên Phật giáo vì kinh cựu ước gần sát với kinh Nikaya của Thích Ca Mâu Ni. Khi về đường thầy tôi kể được xem tài liệu, Chúa khê có tới 16 năm không đi Chúa đi đâu, mà chính là đang theo một tăng đoàn Phật giáo ở Tân Cương phía Ấn Độ Giáp Trung Quốc. Khi Trang, Thiền Tôn Phật Quang, công ty Pháp Quang có viết, những khám phá bất ngờ về Chúa Jesus trong những năm vắng bóng. Tài liệu này chỉ rõ rằng vị lãnh đạo tôn giáo Nhà truyền giáo người Do Thái với tên gọi Jesus Christ nhưng cũng được biết đến là một tu sĩ Phật giáo. Hơn nữa, có ý kiến cho rằng Jesus không hề bị đóng đinh vào cây thánh giá mà thay vào đó ngài đã đi chu du trong nhiều năm. Theo tài liệu này, Chúa Jesus đã được chôn cất ở ngôi đền Rosa -ja Ban ở tỉnh Kashmir. Nhiều điều về Chúa Jesus vẫn chưa được biết đến do thiếu thông tin về cuộc đời của ngài trong khoảng thời gian từ lúc ngài 13 tuổi đến năm 29 tuổi tại Palestine. Quãng thời gian này được gọi là những năm vắng bóng của ngài. Tuy nhiên, năm 1887, một bác sĩ người Nga tên là Nicola Notovitch đã đến Ấn Độ, Tây Tạng và Afghanistan để viết tác phẩm Cuộc đời chưa được biết của Chúa. Trong chuyến đi này, Notovitch đã bị gãy chân và nghỉ ngơi tại tu viện Phật giáo Hemis tại thành phố Leh. Tại đây, ông đã được xem hai tập tài liệu lớn màu vàng bằng tạng ngữ, Cuộc đời của Thánh Isa. Ông đọc được rằng Chúa Jesus hay Isa người con của Chúa đã được sinh ra trong thập kỷ đầu tiên tại Israel, và các học giả vệ đà đã hướng dẫn ông từ năm 13 tuổi đến năm 29 tuổi. Một vị tu sĩ Tây Tạng giải thích rằng, Isa là nhà tiên tri vĩ đại, một trong những người đầu tiên sau Đức Phật khi người 20 tuổi. Isa giỏi hơn bất kỳ vị học trò nào của Đức Đạt Lai Lạt Ma, vì Ngài là một phần tâm linh của Chúa. Lịch trình vẫn còn ghi qua ở một nhà thờ, mà nhà văn Nga đã ghi chép lại vậy mới biết đạo đức nhân bản làm người làm thánh của các vị đã ban cho chúng ta rất vi diệu đó quý vị thế khi cha phê dô nguyễn văn tường đã giảng kinh cựu ước lời chúa khê su dây thức ăn của các con là cỏ cây mang hạt giống do vậy cha tường bị phạt bạ truyền thông và không cho giảng kinh ở nhà thờ nữa rồi cha về đi tìm phương án chữa bệnh ung thư và làm từ thiện trong cuộc sống này mấy ai hiểu được năm điều thiện pháp mà con người cần phải thực hành hạnh thương yêu một là hãy thương yêu chính mình hai là hãy thương yêu người khác, ba là hãy thương yêu con vật, bốn là hãy thương yêu cỏ cây hoa lá, năm là hãy thương yêu môi trường sống của trái đất này. thì cuộc đời chúng ta đâu có khổ, kể cả Phật Bà Chúa Khe Su vẫn dạy chúng ta mà các bạn. qua ghi chép lại chuyến đi của thầy tôi, này có người lại nhắc về cha Nguyễn Văn Tường, tôi mới ghi lại cuộc gặp giữa hai nhà xuất gia ở hai bên tôn giáo, tuy trang nghiêm mà trang thông tin cho những người chúng tới hiểu thêm về tôn giáo bạn họ cũng lấy tình thương yêu và tha thứ thì chúng ta mới hết sạch khổ các bạn ạ à. tự chữa lành